Ngày 14 tháng 9, Văn phòng Chính phủ ban hành văn bản số 6426 về báo cáo tình hình triển khai dự án thu hồi đất bồi thường hỗ trợ tái định cư cảng hàng không quốc tế Long Thành. Văn bản yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai khẩn trương triển khai toàn bộ dự án thu hồi đất bồi thường hỗ trợ tái định cư cảng hàng không quốc tế Long Thành, bảo đảm tiến độ yêu cầu và hoàn thành giải ngân theo kế hoạch vốn được giao, góp phần đẩy nhanh tiến độ thi công dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1. Những tháng cuối năm 2021, Tổng cục Quản lý Đất đai Bộ Tài nguyên Môi trường sẽ tập trung thực hiện nhiệm vụ tổng kết thực hiện nghị quyết số 19, tổng kết việc thi hành và sửa đổi bổ sung luật đất đai, xây dựng quy hoạch sử dụng đất quốc gia giai đoạn 2021-2030, hoàn chỉnh công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai cho các huyện biên giới đất liền, tăng cường quản lý đối với đất đai có nguồn gốc từ nông lâm trường quốc doanh hiện do các công ty nông lâm nghiệp không thuộc diện sắp xếp lại. Ngoài ra thì sẽ tập trung xây dựng, vận hành, khai thác sử dụng cơ sở dữ liệu đất đai, công bố cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia, tăng cường công tác kiểm soát quản lý và sử dụng đất. Bộ Giao thông Vận tải cho biết là công tác giải phóng mặt bằng dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 hiện đạt 98,4%, đã khởi công 10 trên 11 dự án thành phần. Vướng mắc về thủ tục cấp phép khai thác khoáng sản là vật liệu xây dựng thông thường vẫn chưa được tháo gỡ, dự án vẫn thiếu hụt khoảng 23 triệu mét khối đất đắp. Sau khi Chính phủ ban hành nghị quyết số 60, đến nay thì 24 giấy phép được cấp mới, 8 giấy phép nâng công suất, 36 giấy phép thăm dò được cấp. Hiện nay các địa phương đã quy hoạch 189 mỏ để cung cấp nguyên vật liệu. Trong văn bản gửi Ngân hàng Nhà nước và Bộ Xây dựng, Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh HoReCa cho biết, đề xuất loại trừ đối tượng được vay vốn tín dụng ưu đãi để mua, thuê mua nhà ở xã hội của Ngân hàng Nhà nước không phù hợp với chính sách về nhà ở xã hội của Luật Nhà ở năm 2014. HoReCa cho hay, chính sách cốt lõi nhất về nhà ở xã hội của các nước đặt trên hai trụ cột, một là hỗ trợ tín dụng ưu đãi với lãi suất thấp, hai là thời hạn cho vay dài hạn. Hiện nay, nhà nước đang áp dụng mức lãi suất ưu đãi bằng 50% mức lãi suất cho vay thương mại bình quân của các ngân hàng thương mại lớn nhất, mức lãi suất cho vay thực tế khoảng 5% một năm. Riêng ngân hàng chính sách xã hội thì mức lãi suất cho vay hiện nay chỉ có 4,8% một năm. HoReCa cho rằng, đề xuất loại trừ đối tượng được vay vốn tín dụng ưu đãi để mua, thuê mua nhà ở xã hội của ngân hàng nhà nước sẽ tước bỏ chính sách cốt lõi của nhà nước là hỗ trợ cho vay vốn tín dụng ưu đãi dài hạn với lãi suất thấp để mua, thuê mua nhà ở xã hội, và các đối tượng được hưởng chính sách nhà ở xã hội là những người bị thiệt nhất, có tác động tiêu cực đến thực hiện mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội về nhà ở. Ban quản lý đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết tuyến metro số 2 đang gặp nhiều hạn chế, khó khăn bởi dịch COVID-19, song chủ đầu tư vẫn đang nỗ lực phối hợp với các đơn vị nhằm sớm hoàn thiện hồ sơ mời thầu trong năm 2021. Dự kiến năm 2022 sẽ tiến hành tổ chức thi công giai đoạn 1 của tuyến metro số 2, cuối năm 2026 sẽ vận hành chạy thử và khai thác. Mặc dù bức tranh chung của thị trường bất động sản đang khá ảm đạm, nhưng chỉ số giá nhà chung cư ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh vẫn liên tục tăng bất chấp ảnh hưởng của dịch bệnh. Báo cáo thị trường bất động sản tháng 8 năm 2021 vừa được chuyên trang bấtđộngsản.com.vn công bố. Theo báo cáo vừa công bố của trang bấtđộngsản.com.vn, mặc dù Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đang là những thành phố chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19, khiến lượng tin đăng và mức độ quan tâm giảm mạnh, nhưng giá giao bán chung cư tại hai thành phố này vẫn tăng từ 8 đến 9% so với cùng kỳ năm trước. Trong tháng 7, đơn vị này cũng ghi nhận chỉ số giá chung cư tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh có xu hướng tăng với tỷ lệ bình quân tăng 2% so với tháng 6 năm 2021. Nếu so với cùng kỳ năm 2020, thì giá chung cư tại hai thành phố này tăng lần lượt là 7% và 10%. Đơn vị này cho rằng đây là quy luật cung cầu tất yếu. Trong bối cảnh nguồn cung đang thiếu hụt, nhu cầu quá lớn, cộng thêm các yếu tố giá đất, giá vật liệu xây dựng tăng đã đẩy giá nhà lên cao. Giãn cách xã hội kéo dài khiến cho nhiều người vay ngân hàng mua nhà trả góp đang gặp khó khăn do không có thu nhập hoặc là thu nhập bị giảm do dịch bệnh. Trong khi đó thì rất nhiều gia đình hàng tháng phải gánh trên vai hàng chục triệu tiền lãi ngân hàng. Trước tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến tiếp tục phức tạp, việc giảm cơ cấu lại nợ vay tại các ngân hàng là mong muốn của nhiều người có khoản mua nhà lúc này. Mua nhà từ khi mới kết hôn, không có khoản tích lũy, vợ chồng anh Vũ Văn Sướng, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội mỗi tháng gánh trên vai khoản tiền trả góp với ngân hàng hơn 10 triệu đồng. Đợt dịch bùng phát lần thứ tư, vợ bị mất việc, bản thân anh Sướng cũng bị giảm thu nhập 80-90%, khiến hai vợ chồng anh chật vật mỗi khi đến hạn trả lãi ngân hàng. Trước khi mà chưa có đại dịch ấy, thì chúng tôi không phải lo gì cả vì hai vợ chồng đều có việc.
Nhưng mà từ lúc mà có đại dịch Covid, bản thân gia đình chúng tôi thì vợ thì mất việc, con cái thì nheo nhóc, rồi gia đình chúng tôi gặp rất là nhiều khó khăn trong cái việc là trả nợ. Tôi đọc trên bài các phương tiện thông tin đại chúng ấy, là chính phủ yêu cầu các ngân hàng ấy giảm lãi suất cho các cá nhân và doanh nghiệp để hộ cùng nhau hỗ trợ để vượt qua đại dịch này, nhưng mà tôi thấy bên ngân hàng phía chúng tôi thì chưa thấy gì cả. Làm việc trong lĩnh vực giáo dục nên hơn 5 tháng trở lại đây, chị Kiều Anh phải làm việc ở nhà. Con chồng chị đang nghỉ việc không lương, khiến cho thu nhập của gia đình chỉ bằng 30% so với trước đây. Hiện tại thì chúng tôi chưa nhận được một cái sự hỗ trợ nào từ phía ngân hàng cả. Hàng tháng thì chúng tôi đều được yêu cầu là trả gốc và lãi đúng hạn. Thậm chí là nếu mà chúng tôi mà trả muộn thì chúng tôi đều bị phạt một cái mức lãi là rất là cao, với mức phạt lãi lên tới 130 đến 150% cơ. Tức là mức lãi nó rất là cao và thậm chí nó lên mấy trăm nghìn một ngày. Chính vì thế là đến ngày đến tháng là chúng tôi phải ưu tiên cái khoản lãi ngân hàng và gốc ngân hàng là cái khoản đầu tiên. Sau đấy thì mới đến những cái khoản chi tiêu khác. Theo đại diện Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, đa số người mua nhà ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh khi mua nhà trên 2 tỷ đồng đều vay ngân hàng đến 70%, tức là khoản nợ với ngân hàng đều trên 1 tỷ đồng. Do đó, khi dịch bệnh bùng phát, thu nhập bị gián đoạn sẽ khiến họ rất khó khăn cho các khoản lãi ngân hàng. Hiệp hội kiến nghị các ngân hàng nên hỗ trợ khách hàng tạm ngừng đóng lãi hàng tháng cho đến khi họ được trở lại làm việc bình thường. Các ngân hàng cần phải có những cái chính sách để tháo gỡ cho khách hàng, như tạm dừng lại các việc thu nợ gốc và lãi vay để cho khách hàng vượt qua những cái khó khăn của mùa dịch, bởi vì thực tế là họ không có một cái nguồn nào để trả. Trước đây trên phương án cho vay thì tính toán là lương của họ đủ để trả, nhưng bây giờ rõ ràng là cái việc bất khả kháng thì ngân hàng phải đồng hành cùng với khách hàng, và khi họ trở lại đi làm bình thường thì những cái khoản mà tạm dừng tạm hoãn đó chúng ta có thể là phân bổ một cái chu kỳ nó hợp lý. Mới đây, Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản gửi đến Bộ Xây dựng đề nghị Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại xem xét hỗ trợ các doanh nghiệp, bao gồm giảm lãi suất cho vay khoảng 2% một năm cho các doanh nghiệp bất động sản, nhà đầu tư, khách hàng vay mua nhà. Các ngân hàng thương mại xem xét không chuyển nợ xấu với khoản vay đến hạn để đảm bảo quyền lợi cho các bên trong bối cảnh dịch bệnh. Tiếp theo chương trình là một số thông tin đáng chú ý khác. Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội cho biết, trong 20 quy hoạch phân khu thuộc 4 đô thị vệ tinh đang được nghiên cứu, Bộ Xây dựng đã có ý kiến 3 đồ án quy hoạch phân khu đô thị Xuân Mai và 3 đồ án quy hoạch phân khu đô thị Phú Xuyên, 8 đồ án thuộc quy hoạch phân khu đô thị Sơn Tây, 6 đồ án thuộc quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn được Ủy ban nhân dân thành phố giao Ủy ban nhân dân huyện Sóc Sơn lập. Thành phố Hà Nội tiếp tục nghiên cứu các quy hoạch đặc thù, quy hoạch bến bãi đỗ xe, trung tâm tiếp vận và trạm dừng nghỉ trên địa bàn thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, quy hoạch chung không gian xây dựng ngầm đô thị trung tâm thành phố Hà Nội. Cục thuế tỉnh Quảng Ninh vừa công khai danh sách 296 doanh nghiệp chây ì nợ thuế tính đến ngày 31 tháng 7. Đáng chú ý trong danh sách này có nhiều doanh nghiệp bất động sản xây dựng. Trong đó có những doanh nghiệp nợ thuế cả trăm tỷ đồng trong danh sách 296 doanh nghiệp nợ thuế mà Cục thuế tỉnh Quảng Ninh vừa công bố nợ thuế có nhiều doanh nghiệp bất động sản xây dựng với số nợ lớn như công ty trách nhiệm hữu hạn Quan Minh, công ty trách nhiệm hữu hạn tập đoàn Xuân Lãm, công ty cổ phần đầu tư và phát triển bất động sản Hồng Hải Quảng Ninh. Chương trình xây dựng và bất động sản xin phép được khép lại tại đây. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi quý vị. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.